Ngày 22 tháng 3, quận Đoàn Đống Đa tổ chức chương trình kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tại trụ sở Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị, xã hội quận. Đến dự chương trình có đồng chí Nguyễn Tiến Hưng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội, Chủ tịch Hội Sinh viên thành phố Hà Nội. Đồng chí Nguyễn Anh Cường, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân quận Đống Đa, đồng chí Đỗ Trọng Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Đống Đa, đồng chí Đinh Thị Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị quận. Đồng chí Nguyễn Thị Minh Hiền, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy, đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy, đồng chí Lê Thị Kim Huệ, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận. Đồng chí Hà Anh Tuấn, Quận ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Đống Đa. Cùng tham dự có các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban đảng quận ủy, phòng ban ngành đoàn thể thuộc quận, các đồng chí đại diện lãnh đạo cấp ủy, chính quyền phường, các bác cựu thanh niên xung phong, các đồng chí thường trực quận đoàn qua các thời kỳ. Mở đầu chương trình, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Tâm, Ủy viên Ban chấp hành Thành đoàn, Bí thư Quận đoàn Đống Đa, đã phát biểu ôn lại truyền thống vẻ vang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh qua 92 năm rèn luyện và trưởng thành. Ý thức sâu sắc trách nhiệm của mình trong việc nâng cao chất lượng của tổ chức, chất lượng của đội ngũ cán bộ đoàn viên thanh niên, phát huy và bồi dưỡng đào tạo cán bộ đoàn qua thực tiễn của cơ sở, thường xuyên giới thiệu cho Đảng và hệ thống chính trị những đoàn viên thanh niên ưu tú để những cán bộ đoàn tâm huyết có đạo đức gắn bó với quần chúng, có trí tuệ và năng lực tổ chức hoạt động có uy tín để bổ sung vào nguồn sinh lực mới của Đảng, của chính quyền các cấp, đáp ứng nhu cầu xây dựng Đảng, xây dựng quận phát triển nhanh, bền vững. Thời gian qua, cùng với tuổi trẻ cả nước, tuổi trẻ quận Đống Đa đã không ngừng nỗ lực để trở thành người bạn tin cậy, gần gũi, gắn bó, đồng hành với đoàn viên thanh niên quận. Trong quý I vừa qua, đặc biệt là tháng thanh niên, tuổi trẻ quận Đống Đa đã triển khai tích cực, hiệu quả với 10 hoạt động tiêu biểu cho cộng đồng. Tập trung chủ yếu vào các hoạt động an sinh xã hội, xây dựng quận Đống Đa xanh, sạch, đẹp, hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến, chuyển đổi số và công tác giáo dục lý tưởng, truyền thống cho đoàn viên thanh niên. Các hoạt động đoàn được cơ sở sáng tạo uyển chuyển, linh hoạt, phù hợp hợp với tình hình thực tiễn và điều kiện của từng địa phương. Thì ngày hôm nay, quận Đoàn Đống Đa cũng như là tuổi trẻ quận Đống Đa thì cũng đã có được những cái kết quả cũng rất là đáng ghi nhận. Đặc biệt thông qua phóng sự vừa rồi chúng ta có thể thấy rất nhiều những hình ảnh, rất nhiều những cái con số, và khi ngồi dưới kia khi mà nhìn phóng sự thì tôi cảm nhận rằng cái phóng sự này giống như cái phóng sự tổng kết năm hơn là cái phóng sự 3 tháng, tại vì rất nhiều công việc, rất nhiều cái phần việc mà các đồng chí triển khai được trong 3 tháng, và đặc biệt là trong cái tháng thanh niên vừa qua. Và các đồng chí thì rất nhiều những cái nội dung chúng ta đã nghe thấy. Và ở phương diện theo dõi hoạt động đoàn của quận thì chúng tôi cũng nhận thấy những cái điểm hết sức là nổi bật, đặc biệt trong việc thực hiện các cái nhiệm vụ chính trị của thành phố, nhiệm vụ chính trị của quận. Đơn cử như là các cái hoạt động hỗ trợ thực hiện cái đề án 06 của chính phủ về hỗ trợ nhân dân để thực hiện các cái dịch vụ công trực tuyến, hay là các cái nhiệm vụ liên quan đến việc triển khai sử dụng sổ tay đảng viên, cũng như là việc nhập liệu về dữ liệu đoàn viên đối với cả cái phần mềm quản lý của Trung ương. Thì thông qua những cái nội dung này, đây là những cái nội dung hết sức mới và hết sức là khó liên quan đến cái câu chuyện chuyển đổi số. Và các đồng chí cũng đã thực hiện rất tốt trong thời gian vừa qua, đã nhận được cái sự đánh giá rất cao của Trung ương Đoàn cũng như là của thành phố.